Trung bình mỗi ngày có một người bị chết cháy, nhưng với hơn 13.000 vụ cháy trong thời gian qua, gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng thì chưa có nhiều cán bộ bị xử lý. Đáng buồn hơn là còn văn hóa đổ lỗi lẫn nhau. Nội dung đáng chú ý này được các đại biểu Quốc hội đưa ra tại phiên thảo luận cho ý kiến báo cáo giám sát về kết quả giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014-2018 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Theo báo cáo giám sát, từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 7 năm 2018, cả nước đã xảy ra hơn 13.100 vụ cháy, làm chết 346 người, bị thương 823 người. Thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6.520 tỷ đồng và gần 6.500 hecta rừng. Đáng chú ý, trung bình mỗi năm xảy ra gần 3.300 vụ cháy, làm chết 87 người, bị thương 206 người. Thiệt hại về tài sản trị giá 1.600 tỷ đồng và trên 1.600 hecta rừng. Trung bình mỗi ngày xảy ra 9 vụ cháy, làm chết hoặc bị thương 1 người. Thiệt hại về tài sản ước tính 4,4 tỷ đồng và 5,3 hecta rừng. Báo cáo giám sát cho thấy hàng ngàn vụ cháy đã xảy ra, hàng trăm người bị thiệt mạng, nhiều hecta rừng, cơ sở vật chất bị thiêu rụi. Nguyên nhân chủ quan trong các vụ việc này rất lớn, nhưng đã có bao nhiêu cán bộ bị kỷ luật, bị mất chức, bị xử lý liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cho rằng công tác xử lý trách nhiệm về quản lý nhà nước thời gian qua không tương xứng với những tồn tại, vi phạm, sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hậu quả đáng tiếc khi hỏa hoạn xảy ra. Tuy nhiên, điều khiến đại biểu đặc biệt bất ngờ là báo cáo giám sát chỉ rõ hiện vẫn còn 2.662 công trình có nguy hiểm về cháy nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, nguy cơ hiện hữu chính là việc tính đến tháng 7 năm 2018, còn 110 công trình chung cư, nhà cao tầng đã được chủ đầu tư đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Về cơ bản, nhưng con số đó đã báo động một tình trạng là chúng ta còn buông lỏng trong tác quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy cần được chấn chỉnh kịp thời. Vì vậy tôi đề nghị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, có giải pháp xử lý dứt điểm các công trình vi phạm chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, cần công khai các dự án, các công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy một cách thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiên quyết đình chỉ các dự án đang triển khai cũng như không phê duyệt cái chủ trương đầu tư và cấp phép về xây dựng đối với dự án cố tình cháy gì vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Vậy tại sao có tình trạng này? Là do vi phạm của các chủ đầu tư hay do tiêu cực trong công tác kiểm tra, xử lý sai phạm trong thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy? Điều gì sẽ xảy ra nếu hỏa hoạn tại hàng trăm chung cư cao ốc đang ẩn chứa nguy cơ mất an toàn cháy nổ? Chúng tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Công an và chính quyền địa phương phải chấn chỉnh tình trạng này. Đặc biệt với các chung cư nhà cao tầng khi đã đưa vào sử dụng thì bắt buộc phải đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định. Đáng buồn là khi truy cứu trách nhiệm thì đang có vấn đề là đổ lỗi. Trên thì đổ lỗi cho dưới là không chấp hành. Dưới thì quy là trên không hướng dẫn. Người dân thì cho là chính quyền không quan tâm. Chính quyền thì cho là người dân không chấp hành. Thì đây là cái văn hóa đổ lỗi trong khi chúng ta truy xét trách nhiệm. Tôi đề nghị chúng ta hãy nhìn thẳng vào các tồn tại và phát hiện cũng như là nhìn ngay các cái lỗ hổng từ công tác xây dựng luật pháp, hướng dẫn triển khai thực hiện cho đến là giám sát việc triển khai thực hiện. Và hơn hết hãy ngừng đổ lỗi để truy xét trách nhiệm rõ hơn, nhận trách nhiệm nghiêm túc hơn và từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn lực, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, chỉ đạo bố trí ngân sách phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh công tác xã hội hóa phòng cháy chữa cháy.